Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bạn ơi, nếu như bạn đang bị tấn công, nếu như bạn đang bị vu khống, nếu như bạn đang bị nói xấu, nếu như bạn đang bị người ta quẳng phân vào mặt bạn, hãy lắng nghe tôi nói này. Cái phân thối ở trên trán của bạn, tắm 15 phút là hết thối. Hãy cẩn thận, phân mà nó rơi vào tim, thối mới kinh. Amen. Phân mà nó rơi vào trong này này, nó mới là nguy hiểm. Người ta nói rằng tát một cái sưng mặt chỉ một tuần sau nó hết, nhưng tát vào tim á, nó mà đau tim cả đời, đến khi chết vẫn chưa hết đau. Thế ra hãy cẩn thận, đừng để cho nó ngấm vào tim. Đừng để cho cái đau của má ngấm vào tim. Đừng để cho cái thối ở mặt ở bên ngoài nó ngấm vào lòng bạn. Amen. Cái thối ở bên trong nó mới kinh khủng. Cái thối ở bên trong người ta không ngửi được, nhưng bạn sẽ chịu hậu quả đầu tiên bởi sự cay đắng đó. Hỡi con cái Chúa ơi, đừng đánh mất đầu. Hãy cẩn thận, khi nó ngấm vào tim, đầu của bạn hết làm việc. Amen. Amen anh chị em. Thật ra đối với tôi rất quan trọng giữ lòng, để đầu còn làm việc. Lòng mà cay đắng thì đầu hết làm việc. Đây này, tài nguyên khoáng sản của bạn nằm ở đây này. Sự xuất khẩu chất xám của Israel nó gấp 3 lần so với xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út. Nó nằm ở đây này. Và mỗi một ngày hãy đặt tay lên đầu của mình, cầu nguyện sự ban phước. Chúa sẽ ban phước cho bạn. Amen. Amen anh chị em. Có thể một quán hàng nào đó đã lâu rồi không có khách tới. Bạn bỗng nhiên sau buổi nhóm ngày hôm nay, bạn tới nhìn vào quán hàng của bạn, ngắm nghía và cầu nguyện, Chúa ơi, cần phải thay đổi cái gì nhỉ? Chúa cho bạn hai điều cần thay đổi. Hãy thay đổi tay nghề cách nấu ăn. Điều thứ hai, hãy thay đổi cái bản quảng cáo của con. Bạn hỏi tại sao lại phải thay đổi quảng cáo? Bởi quảng cáo cũ quá rồi, của cái đây 20 năm. Cái người Đức họ nhìn cái quảng cáo này, họ không còn muốn vào ăn nữa, bởi vì họ quen bị ăn những cái quán ăn tương tự cái biển quảng cáo như vậy. Chữ vàng nền đỏ. Hãy thử thay đổi xem. Tại sao mình không thay đổi? Amen. Cửa hàng bạn thay đổi qua chút, để cho lối mòn trong đầu không còn là lối mòn nữa. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Ở trong một hội thánh nò tại Philippines, có vị mục sư từ Âu Châu sang đó giảng. Khi ông đã đứng giảng rồi và kết thúc bài giảng, ông nói rằng, nào chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Khi ông ta giơ tay cầu nguyện cho hội chúng, thì bắt đầu cầu nguyện một cái, khi họ kêu Chúa ơi, thì tất cả những người trong hội thánh đó, họ cầu nguyện kiểu này nè. Tất cả đều phẩy tay như vậy mà không hiểu vì sao. Ông lạ lùng lắm, mà tại sao ở đây có ai dạy kiểu gì mà lại cầu nguyện tay phẩy như vậy? Và ông tìm hiểu nguyên nhân, phát hiện ra một điều là người mà lập hội thánh này cũng từ Âu Châu sang. Cái ngày đầu tiên hội thánh còn nghèo lắm, họ chỉ có một vài cái lán thôi. Khi ông cầu nguyện, ruồi và muỗi bay rất là nhiều. Và khi mà ruồi nó đậu, ông phẩy tay như vậy, ông trong danh Chúa Giêsu Christ, và ruồi nó đậu. Và những người mới tin Chúa đó thấy ông ấy cầu nguyện, tưởng rằng là cầu nguyện đó. Và sau này họ đào tạo những người khác cầu nguyện cũng hãy tay như vậy. Đâu có biết rằng cái ông đầu tiên lập hội thánh, ông đuổi ruồi. Còn những con người này đó thì lại tưởng rằng đó là điều cần, và họ bắt chước theo. Bạn ơi, bài giảng ngày hôm nay của tôi có hai từ đơn giản lắm, đó là truyền thống. Để chúng ta hiểu được, không làm theo điều mà không hiểu, không làm theo điều mà Kinh Thánh không dạy. Truyền thống, theo từ điển từ ngữ Việt Nam do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân năm 1998 xuất bản, có định nghĩa truyền thống như sau. Thống có nghĩa là nối nhau không dứt. Truyền thống có nghĩa là điều truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống có nghĩa là điều truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như vậy chúng ta cần phải phân biệt truyền thống mà truyền từ đời trước tới đời chúng ta đây này. Cái điều đó nó có đến từ Kinh Thánh không? Nếu nó được truyền từ đời trước tới chúng ta mà từ lời của Chúa,
thì bạn cần phải giữ truyền thống tốt đó. Còn nếu như nó truyền từ đời trước tới đời chúng ta mà lại không đúng với Kinh Thánh, không mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, thì đã đến lúc chúng ta cần phải loại bỏ cái kiểu vẫy tay như vậy trong sự cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Có một số người nói rằng, ôi, bố mẹ tôi làm như vậy, tôi phải làm như vậy. Xin lỗi, tại sao ngày xưa hay là bây giờ bố mẹ đi dép mà sao bên này anh chị em ra ngoài phố không đi dép? Người ta nói rằng bởi vì bên này là tuyết lạnh như vậy, làm sao đi dép? Như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải làm theo điều mà nó hợp với hoàn cảnh của bạn bây giờ và trên cơ sở lời của Đức Chúa Trời. Amen. Rất nhiều khi truyền thống đã làm cho văn minh rực lại. Cuối thế kỷ 19, cả nước Trung Hoa gọi người Âu Châu là cừu hôi. Mọi người biết có nhiều phát minh ra từ Trung Quốc nhưng mà lại được châu Âu sử dụng mạnh hơn và hoàn thiện hơn không? Thuốc nổ được Trung Quốc phát minh ra. La bàn đi biển được Trung Quốc phát minh ra. Nhưng người Âu Châu họ lại hoàn thiện thuốc nổ. Và chính thuốc nổ mà đất Trung Quốc phát minh thì quả đạn bắn vào Trung Hoa và từ Hy Tái Hậu phải cắt ngay hai mảnh đất Macau và Hồng Kông cho người Âu Châu đó anh chị em. Phát minh ra không phải là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cách sử dụng cái phát minh đó như thế nào để hữu ích cho con người mới là điều quan trọng. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy thay đổi nếu truyền thống đó cản trở chúng ta. Amen. Hallelujah. Tôi rất thích mặc những bộ quần áo của dân tộc tại Sapa. Nhưng bạn ơi, có một điều, cái đẹp thủ công đó đã cản trở sự phát triển văn minh của họ. Trong khi công nghiệp có thể dệt dập ra một loạt những áo đó, thì những cụ già vẫn ngồi phải dùng tay cả tháng trời để đan cái áo làng Bân. Rét làng Bân, rét tháng 3 đó. Tay rất là tốt, nhưng bạn ơi, hiệu quả cụ thể ra làm sao? Có hai bố con giận nhau cho tới bây giờ. Thằng con là luật sư người Tiệp Khắc. Luật sư rất là giỏi, có nhiều những văn phòng luật sư làm ra rất nhiều tiền. Ông bố đã già về hưu. Ông ấy có một cái toilet bị hỏng. Viết thư cho con của mình nói, về giúp bố sửa toilet. Thằng con về chào bố mẹ xong nhìn cái toilet, nó lên xe phóng tiếp, ở lại một đêm, sáng sau lên, phóng tiếp về thủ đô. Ngày hôm sau, một toán thợ tới sửa, đẹp thật là tuyệt vời. Nhưng ông bố giận cho tới bây giờ mấy tháng không thèm nói chuyện. Bạn nó đến để giàn hòa, ông nói rằng thằng đó thằng bất hiếu. Tao nhờ nó sửa, mà nó không sửa, nó lại gọi thợ tới. Cậu bạn nói rằng, bố ơi bố, một tiếng đồng hồ của cậu con bố làm ra cả hàng chục ngàn euro. Cái quan trọng là cái toilet được sửa. Nhưng ông bố lại nghĩ rằng nó không có tình. Phải nó sửa thì nó mới là tình. Còn thằng con đó có thể nghĩ kiểu khác. Mọi người hiểu không ạ? Mọi người hiểu hai cái suy nghĩ khác nhau không? Bởi vậy cho nên anh chị em hãy cẩn thận truyền thống. Có nhiều khi truyền thống nó cản trở mối quan hệ. Cái truyền thống cũ mà không hiểu được bản chất, nó làm vỡ nhiều những chương trình, nó làm cản trở hiệu quả cuộc sống của mỗi chúng ta. Hãy nói với người xung quanh từng truyền thống. Nào, hãy cùng tôi bật câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 15. Truyền thống đừng có quá thái cực. Có nhiều thái cực giữ chặt truyền thống, còn có nhiều thái cực lại chống truyền thống. Bây giờ có mấy người Pharisee và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Truyền khẩu của người xưa, đó là một dạng của truyền thống qua lời nói, truyền khẩu. Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Tiếp theo, Ngài đáp rằng: còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Chúa đang đặt lời truyền khẩu với điều răn của Đức Chúa Trời. Lời truyền khẩu này đã chống lại điều răn của Chúa. Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này: ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Tiếp theo, nhưng các ngươi lại nói rằng: ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Kinh hoàng không? Họ nói rằng
là tôi chỉ cần phục yêu Đức Chúa Trời là đủ, còn cha mẹ là cái thá gì. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Như vậy các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Tiếp theo, hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều dẫn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Hãy giữ hai câu này như vậy. Hãy lắng nghe tôi nói nè. Cái việc bạn giơ tay thờ phượng Chúa không hề xấu chút nào. Nhưng nếu bạn giơ tay mà trong lòng của bạn chả hướng về ai, thì hành động giơ tay này cũng là một dạng truyền thống trong ngoặc kép đó. Mọi người hiểu không ạ? Nếu bạn gọi điện thoại với người khác và quen miệng cái gì cũng hallelujah, thay cho cái từ bạn chưa kiếm ra trong đầu nói cái gì, cái từ hallelujah đó đúng nghĩa là ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời, nhưng lòng của bạn thì đâu có nằm trong từ hallelujah đâu. Bạn đã lần nào ôm vợ của bạn nói anh yêu em mà mắt nhìn tivi xem đá bóng chưa? Ô, anh yêu em, wow, sao mà sút dở thế? Trong cái tình yêu và câu nói đó, vợ bạn sẽ nghĩ sao? Tôi không hề chống bạn giơ tay. Chúa cũng không hề chống bạn, Ngài còn kêu gọi hãy giơ cao tay để cầu nguyện và thờ phượng mà. Cho nên đừng hiểu sai cái bản chất của sự việc. Chúa nói, môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa cách lắm. Cái này được định nghĩa thế nào là truyền thống cần phải thay đổi. Có những loại truyền thống tốt, có loại truyền thống dở. Truyền thống dở là những lời truyền khẩu, những cái thói quen mà không được xây dựng trên kinh thánh. Một dạng nữa của truyền thống và giả hình, một dạng nữa của người truyền khẩu gọi điện thoại, alo xin chào anh Cần, sao tình hình công việc ra sao không Cần, nó nói một hồi bạn nghe bắt đầu thấy rác tai rồi đấy. Bạn nói rằng ok nhá, thì xin chúc ban phước nhá, chúc ban phước cho ông nhá, nhưng ý nói rằng thôi stop đi ông ạ. Nhưng bạn thay vào từ tôi bận lắm chứ không nói chuyện được thêm nữa đâu, thay vào nói thôi xin chúc ban phước nhá, để mà ngắt cái từ ban phước đó, mà trong đó chả có phước đâu. Cái đó cũng là một dạng mà lời Chúa nói lòng chúng nó thì rủa xả, mà miệng thì nói lời chúc phước. Hãy cẩn thận những lời dạng thói quen và truyền thống đó. Amen. Hallelujah. Rồi có một dạng nữa bắt tay cười mà rất là ngoại giao, chưa đầy một giây sau tắt ngấm. Cái dạng đó là dạng giả hình. Chúng ta phải thay đổi. Amen. Tôi không chê trách khi bạn bận việc, nhưng mà kể cả một giây, hãy để lòng mình vào trong cái bắt tay đó. Amen. Hallelujah. Đây là lời truyền khẩu, lời Chúa nói rằng lòng xa cách, môi miệng thờ kính. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy những điều dân mà chỉ người ta đặt ra. Hãy cẩn thận những điều con người đặt ra. Amen. Một câu kinh thánh thứ hai tôi muốn nói lên trên câu kinh thánh này để chúng ta hiểu bản chất. Lấy ví dụ người Pharisee, họ nói rằng lời Chúa dạy ngày Sa-bát không làm việc. Thế là họ đưa ra cái luật bất cứ một ai trong ngày Sa-bát đó đi bộ quá 1,000 bước thì người đó phạm tội làm việc. Thang máy tại Jerusalem vào đúng ngày Sa-bát nó tự động chạy lên chạy xuống đến tầng dừng lại để không ai thò tay bấm nút. Bấm nút có nghĩa là làm việc rồi. Họ cân đong đo đếm từng chút một cái gì trịch ra khỏi, đó là phạm tội. Nhưng bạn ơi, cái bản chất câu nói của Chúa đó, điều răn đó không phải không làm việc, mà Chúa nói rằng ngày Sa-bát là ngày để thờ phượng ta. Ngày Sa-bát là ngày mục đích để thờ phượng Ngài, chứ không phải mục đích để cấm làm việc. Ban đầu có một số chuyên gia cảnh sát đi xem ai làm việc. Thế ra khi Chúa chữa lành cho người bị bệnh ngày Sa-bát, họ đưa Chúa ra tòa để xử. Chúa chữa lành để làm sáng danh Đức Chúa Trời, đó là một dạng của sự thờ phượng Ngài. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy nhìn vào bản chất của lời dạy thay vào hình thức của câu nói. Amen. Bởi vậy cho nên anh chị em,
hay có mối quan hệ, hay có mối quan hệ với Chúa. Nếu bạn không có mối quan hệ thì bất cứ một câu nói nào của người kia bạn đều hiểu ý sai hết á. Timôthê 2 đoạn 2 câu 8. Đây là một truyền thống mà chúng ta cần phải giữ. Hãy nhớ, hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Đừng, điều này đừng có quên. Hãy nhớ, chớ bỏ những buổi nhóm như mấy kẻ quen làm. Điều đó là điều mà truyền thống hay. Hãy nhớ cầu nguyện bền bỉ, đừng có bỏ nửa chừng. Hãy nhớ Chúa Giêsu chết thay tội cho ngươi. Hãy nhớ tôn vinh Chúa. Hãy nhớ trước mặt Chúa hãy dùng sự ngợi khen cảm tạ. Bao nhiêu những điều như vậy chúng ta cần phải biết. Hãy nhớ gieo và gặt làm điều lành. Amen. Có một điều mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ nó, mặc dù nó được truyền từ đời trước lại cho chúng ta. Đó là bài tín điều các sứ đồ. Rất nhiều những con người, họ vin cớ này vin cớ kia, họ chống lại truyền thống nhưng họ lại rơi vào truyền thống khác. Họ chạy từ thái cực này sang thái cực khác. Có những thái cực đầu tiên rất là yêu, sau đó căm thù, đến vết chân của người đó cũng xúc để đổ đi nữa. Cái gì của người đó, quần áo cũng đem bị đốt. Xin lỗi bạn, chúng ta hãy cẩn thận, đừng chạy từ thái cực này sang thái cực kia. Amen. Amen. Có một lời truyền thống gửi lại cho chúng ta đến bây giờ. Tín điều các sứ đồ nói như sau: tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Đúng không anh chị em? Không thể mà bỏ được. Hai, tôi tin Giêsu Christ, con độc sinh của Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta. Amen. Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn Sô Philát, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Có amen không? Amen. Truyền thống này phải giữ. Tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của các thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Tất cả những cái này là những cái truyền thống tốt mà chúng ta cần phải giữ. Hãy nhớ. Hãy nhắc lại cùng tôi từ hãy nhớ. Tại sao? Tại sao Công Kinh Thánh phải nói từ hãy nhớ? Bởi vì chúng ta dễ quên. Chúng ta dễ quên. Ai nợ chúng ta điều gì? Khó quên. Còn những điều quan trọng như thế này này thì chúng ta lại rất dễ quên. Khi chúng ta lầm bầm và than vãn về người khác thì đó là bài ca không quên. Nó muôn thuở rồi. Ai nói, ai làm gì là bắt đầu hát. Bạn biết rồi. Nhưng mà có những điều quan trọng thì chúng ta hay quên. Bởi vậy cho nên ông Phaolô viết cho Timôthê, là một vị mục sư hội thánh lớn và là một vị sứ đồ. Phaolô viết cho Timôthê đang quản trị rất nhiều các mục sư và trưởng lão khác, không phải dành cho tín đồ mới tin nhá. Ông viết rằng hãy nhớ rằng, bởi vì con đang là người vĩ đại, và kẻ vĩ đại thì hay quên những cái thuần túy bình thường lắm. Anh chị em ơi, đừng lên như vậy. Chúa chúng ta thật là vĩ đại, nhưng Ngài còn săn sóc cả những con chim nữa. Không có một con chim nào rơi mà không theo ý muốn của Ngài. Ngài đếm cả sợi tóc của bạn, cả tóc tôi nữa. Thế ra sợi nào dùng từ tóc tôi đó, đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời để có vợ ngày hôm nay. Mọi người hiểu không? Thế đó, có ai nói rằng mục sư cần phải uống thuốc hay là bôi thuốc mọc tóc mà không? Mất bản quyền, mất thương hiệu. Tôi thích đẻ kiểu như vậy. Ok, tại sao lại hãy nhớ? Bởi vì những điều bình dị nhưng quan trọng này, người vĩ đại thường lại dễ hay quên. Anh chị em ơi, xin Chúa cho chúng ta không quên những điều chúng ta đã hứa. Xin Chúa cho chúng ta không quên những điều quan trọng mà bởi nó chúng ta được như ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra bởi dòng vua David. Ngài là vua của dân Do Thái và của chúng ta nữa. Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài chết vì tội của tôi, Ngài sống lại vì cớ sự công bình của tôi và bạn, như theo tin lành mà bạn đã được nghe. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah.
cảm ơn Chúa vì chúng ta được hiểu truyền thống sai và truyền thống dở. Truyền thống dở là những lời truyền khẩu của con người mà chống lại lời răn của Đức Chúa Trời. Còn truyền thống cần phải giữ đó là theo lời Chúa, sự nhóm lại, sự thờ phượng, nhóm tế bào, những điều gì mà Kinh Thánh Chúa bày tỏ ra cho chúng ta. Cần bỏ và cần giữ. Hãy cùng tôi bật một đoạn Kinh Thánh khác. Samson. Ai là người biết Samson giơ tay tôi xem. Nhiều khi ở trong những bức tranh vẽ, Samson là người rất là to khỏe, giống như người mà chơi thể hình vậy. Cơ bắp tay của ông ấy bằng hai cái bắp đùi của ông Trung. Người rất là to đô. Nhưng xin lỗi, Kinh Thánh không hề nói Samson cao cỡ bao nhiêu và to nặng cỡ bao nhiêu. Tâm người của Samson không giống kiểu Rambo đâu. Ông có thể người nhỏ thấp như Phú, gầy như Hòa, yếu như Vinh. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là thân của Chúa khi ngự trên ông đó thì lại cực kỳ khỏe. Thành ra người ta muốn tìm hiểu xem cái nguyên cớ nào mà tên này khỏe như vậy. Nếu mà cơ bắp to đó thì đã biết rồi. Nếu mà có võ giống như kiểu Bruce Lee đó thì đó là một kiểu khác. Nhưng bây giờ trong một người đó không có một cái điều gì mà khẳng định rằng nó có thể đánh được một đám đông như vậy. Tại sao nó khỏe như vậy nhỉ? Câu chuyện kể lại, khi đến Lê Chi, dân Philippines ra đón người và la tiếng reo mừng. Bởi vì là Tú mới nói rồi đấy, thằng nhỏ con này vào tay rồi đấy. Trước đó Samson đã bị trói rồi. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson. Hãy nhắc lại cùng tôi từ thần. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson. Những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh. Hãy nhắc lại, hàm lừa mới tinh. Có nghĩa là nó mới bị giết, mới bị róc thịt. Hàm lừa này vẫn còn rớm máu. Hàm lừa này vẫn còn dính thịt. Nó là hàm lừa mới được bọc bởi huyết của lừa. Một con lừa vừa bị làm của lễ tế sinh. Hàm lừa này Samson đã nhặt được nó. Người bèn giơ tay lượm lấy cái hàm lừa con mới tinh này, dùng nó đánh 1000 người. Bây giờ Samson nói rằng với một hàm lừa giết chất thay từng đống, với một hàm lừa ta đánh 1000 người. Câu số 17. Cảm tạ Chúa vì câu số 17. Khi người đã nói xong, bèn ném hàm lừa khỏi tay mình và đặt chỗ đó Ramat Lechi. Đọc lại, khi người đã nói xong, đã đánh thắng xong 1000 người bằng hàm lừa, bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình. Bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình. Nếu như Samson mà là một ai sống vào thời kỳ này, ông ta sẽ lập tức gặp sở thuế để mua bản quyền cho cái hàm lừa và sản xuất hàng triệu cái hàm lừa để bán giống như AK vậy. Đây là vũ khí hủy diệt. Đăng ký bản quyền hàm lừa Kalashnikov và quảng cáo trên vô tuyến truyền hình, lấy thời gian xịn nhất của Đài Đức quảng cáo hàm lừa giết được cả ngàn người để bán xuất khẩu sang châu Phi thay cho súng máy, súng tiểu liên. Nhưng Samson ông hiểu được sức mạnh giết được ngàn người lại không phải hàm lừa. Nếu bạn tiếp tục ngày mai rất hàm lừa để tiếp tục đánh trận nữa thì cái đó gọi là truyền thống. Mọi người hiểu không ạ? Truyền thống được định nghĩa là chiến thắng được đông đá. Ai đã từng ăn thịt đông đá? Giơ tay tôi xem nào. Khi Netto hay Andy quảng cáo thịt bò rẻ giật mình, có người phải sắm ngay một cái tủ đá để dưới khe là mua 10 mấy cân thịt cho vào đó.
Có hôm nào đó chồng quên mua một cục thịt tươi chợ Đồng Xuân về. Chị nhìn thấy, anh ơi là anh, mình còn cả chục cân nằm ở kia mà sao lại, thôi cắt ngay nó vào trong tủ đông đá, lấy thịt đông đá ra bán. Cuối cùng thịt tươi lại trở thành đông đá. Còn mình lại ăn thịt đông đá, biến thịt tươi thành đông đá và chỉ có ăn thịt đông đá. Truyền thống dịch ra là chiến thắng của ngày hôm qua cho vào đông đá ngày hôm nay sử dụng. Đọc lại câu này. Khi người đã nói xong bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình. Bởi vậy cho nên hỡi anh chị em, hội thánh chúng ta xin Chúa dẫn dắt từng giai đoạn. Chúng ta không muốn truyền thống. Amen. Chúng ta không muốn cái gì cũng giống nhau và nghĩ rằng chỉ có cách đó mới có thể thay đổi và phát triển được không? Bạn ơi không, 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 không. Tôi đã bị dính truyền thống từ những ngày đầu tiên tin Chúa khổ lắm rồi anh chị em. Tôi nhớ lại cái ngày tại ốp trường mỏ. Tôi cùng với hai cậu nữa sống ở tầng thứ 16. Ba thằng chui trong một cái nhà 12 m². Đồ đạc luộm xuộm bẩn thỉu, nước nóng thì mất. Chứ thường phải đun nước nóng để mà tắm pha với nước lạnh. Nó chỉ có nước lạnh thôi. Và cái vòi đó đó thì nó luôn luôn rỉ nước. Vặn chặt đến mấy thì nó luôn rỉ. Nhưng mà không sao, CCCP mà. Có nghĩa là các chú cứu phá. Nước chảy thì nhà nước phải lo. Thế ra là bọn sinh viên chúng tôi cứ mặc kệ nó cho nước toilet cứ chảy bầm như vậy. Còn cái nhà tắm đó thì vặn mãi mà nước cứ bong bong nó chảy như vậy. Và tôi ngoài cái nhà tắm đó ra không có chỗ nào để là cầu nguyện riêng cả. Mỗi một lần cầu nguyện riêng lại chui vào nhà tắm, chứ nó hỏi chúng mày đã dùng xong toilet chưa, nhà tắm chưa, nó bảo xong rồi, là tôi lại vào đó quỳ gối đặt tay lên trên cái van thành đó và bắt đầu cầu nguyện. Phía trước mặt tôi đó, chỉ thấy một cái bức tường của bên kia cái nhà van tắm. Và tôi nhắm mắt lại cầu nguyện tương giao với Chúa. Có những lúc một vài tiếng, có lúc 15 phút. Nhưng hay lắng nghe này. Trong lúc cầu nguyện tương giao như vậy đó, trong lúc im lặng, thì có một điệu nhạc đềm. Đó là cái vòi nước chảy. Cứ tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Và bây giờ, sau một vài tháng nó quen thuộc. Nó quen thuộc làm thao. Và có những lần tôi đi thăm viếng ở nơi khác và ngủ lại nhà họ, cầu nguyện không thấy Chúa hiện diện. Và nghĩ rằng tại sao không có chỗ nào bằng nhà mình. Tôi quay trở về nhà để xem Chúa có ở cùng với mình không. Chui vào cái toilet quen thuộc đó, quỳ gối xuống, mới chỉ há miệng nói được 2-3 câu là thấy Chúa hiện diện. Tôi ô hay quá, chắc chỗ này là chỗ thánh rồi, chỗ này chỗ Chúa biệt riêng rồi. Tôi lại đi thăm viếng ở nhiều nơi để lập các nhóm tế bào, và lại ở nhà một người anh chị em khác, và nhà đó lại có cái vòi nước giống hệt nhà tôi. Tôi vào nhà tắm quỳ gối mới nói được vài ba câu, Chúa hiện diện. Mà trước đó khi cầu nguyện cùng với nhóm đó không thấy Chúa ở đâu. Khi vào cái nhà tắm đó thì lại Chúa lại hiện diện. Tôi mới hiểu ra một điều, thói quen của đầu tôi đã bị truyền thống. Con người chúng ta thích truyền thống lắm. Nó thích cái gì đã quen. Và cái gì mà khác với cái quen, người ta tạm khoác cho nó là thằng khùng. Và chống đối kịch liệt. Cái bóng đèn đang chiếu với chúng ta này, cái micro được sử dụng này, cái camera đang quay, cái ô tô bạn tăng đang chạy, cái vé mà anh Tuấn bán đó, cho cái máy bay đó bay đó. Những con người mà phát minh ra nó đã từng bị khoác cái tên thằng khùng vì chống lại truyền thống. Anh chị em hãy cẩn thận. Amen. Samson, ông đã vứt ngay cái hàm lừa mới tinh đó, bởi vì ông hiểu được rằng không phải hàm lừa mang tới chiến thắng, mà câu số 15 phía trên bật lại nào. Câu thêm nữa, câu số 14. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson. Thần Đức Giê-hô-va cảm động Samson, chứ không phải cái hàm lừa. Hàm lừa mà tiếp tục sử dụng ngày hôm nay, đó là truyền thống. Chiến thắng ngày hôm qua mà mang trong ngày hôm nay sử dụng, cái đó cần phải bỏ. Thần của Chúa có thể ngày hôm nay không cần cái hàm lừa, mà chỉ cần cây bút thôi, bạn có quyền đánh thắng cả chục ngàn người. Bây giờ bạn thử tưởng tượng,
nhân tiện vợ của Phúc không có nhà, Phúc vác hàm lừa của Samson ra ngoài chợ Đồng Xuân để đi diệt. Người ta nhìn cái hàm lừa thấy kỳ cục, và Phúc nghĩ rằng cái hàm lừa này có thể khuất phục được ngàn người khác. Xin lỗi, không, nếu Chúa phán thì chính Ngài làm công việc chứ không phải hàm lừa. Amen. Bởi vậy cho nên cái giơ tay của bạn, cái vỗ tay của bạn, cái hát ca ngợi Chúa của bạn, nó không phải là quyền năng, mà là đấng qua nó, đấng hành động qua những việc bạn làm mới thay đổi được cuộc sống người khác. Bài giảng của tôi cũng không có quyền năng gì hết, nhưng thân hành động qua nó mới là điều quan trọng. Chúng ta chỉ là phương tiện. Amen. Mọi phương cách của con người chỉ là phương tiện. Đừng biến phương cách là động lực. Khi phương cách trở thành động lực thì nó là truyền thống. Chúng ta cùng nhau học bài học tiếp theo của David. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: hãy vứt hàm lừa đi và nhận lấy Đức Thánh Linh. Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì bốn sách Tin Lành nói về sự chữa lành của Chúa Giêsu trên những người đi theo Ngài. Không cách nào giống như cách nào. Chúa không nói rằng: các con, khi cầu nguyện cho người bệnh, mày cần đứng dậy nào. Ghi chép gì mà ghi chép cẩn thận thế? Đứng chỗ này. Ok. Chúa không dạy tôi trong Kinh Thánh rằng: Hùng, khi nào cầu nguyện cho kẻ bệnh là Lê Hữu Cần, tiến 1-2-3 bước, lùi lại 1-2-2, tiến thêm 1-3-3 bước, và quay 3 vòng, sau lại ngược lại 3 vòng, đặt tay chỗ này, kéo chỗ này, kéo lên, kéo sang, thế này là khỏe. Xin mời anh ngồi. Không! Chúa của tôi không dạy nguyên tắc, Chúa của tôi không dạy cách, mà Ngài chỉ nói rằng bởi đức tin và bởi thân của Ngài. Anh chị em ơi, đừng làm theo hủ tục, đừng làm theo những cái quy định, hay làm theo cái gì mà Chúa nói trong Kinh Thánh. Không có sự chữa bệnh nào giống nhau trong Kinh Thánh hết á. Lúc thì Ngài phán: Vinh, sáng mắt. Vinh, sáng mắt. Lúc thì Ngài nói rằng: Vào Vinh lại đây. Ngài lấy cục đất cho tay nhổ bãi nước bọt. Là lạ lùng không? Chúa muốn cho chúng ta hiểu được rằng cũng một căn bệnh mù mắt đó có nhiều cách khác nhau. Cái quan trọng là thần của Chúa hành động như thế nào. Đừng có mặt chiếc. Amen. Bạn là bạn, Chúa là Chúa. Chúa với bạn có mối quan hệ không hề giống mối quan hệ của Chúa với người khác. Tình yêu của bạn với vợ của bạn, cái mối tình đầu đó không giống bất kỳ một ai hết ạ. Amen. Có những người bắt chiếc y chang cách tỏ tình của người khác, và kết quả là một cái tát đánh bắp, mà nói rằng: anh, cái này tôi biết rồi. Một cặp vợ chồng tâm sự đấy, tỏ tình giống y hệt như người khác, một cái tát bắp, cái này tôi biết rồi, tỏ tình kiểu khác đi. Ok, David. Tại sao con người này được gọi là người đẹp lòng Đức Chúa Trời? David, câu Kinh Thánh Sử Ký 1 đoạn 14 có kịp không? Ok, con mặt lên Sử Ký 1 nào. Hallelujah. Sử Ký 1 đoạn 14 câu 8. Khi dân Philippines hay rằng David đã được sức giàu làm vua trên cả Israel, thì hết thảy người Philippines đều đi lên đặng tìm người. David hay điều đó, bèn đi ra đón chúng nó. Và dân Philippines đã loán đến tràn ra trong chúng Rephaim. David cầu vấn Đức Chúa Trời rằng, hãy nhắc lại cùng tôi từ David cầu vấn. David cầu nguyện Đức Chúa Trời rằng: tôi phải đi lên đánh dân Philippines chăng? Chúa sẽ phó chúng nó vào tay tôi chăng? Được rề vào đáp lời cùng người rằng: hãy đi lên, ta sẽ phó chúng nó vào tay ngươi. Người Philippines kéo lên ba anh Phê-rát-xim, rồi tại đó David đánh chúng nó. Đoạn David nói rằng: Đức Chúa Trời có dùng tay ta đã đánh phá các thù nghịch ta như nước phá vậy, phá vỡ vậy. Bởi cớ ấy người ta gọi chỗ đó là ba anh Phê-rát-xim. Người Philippines bỏ các thần tượng mình tại đó, David truyền thiêu nó trong lửa. Tạm dừng lại. Câu chuyện kể lại, khi mà dân Philippines, kẻ thù của người Israel, phát hiện ra rằng David được sức giàu lên làm vua cả Israel,
lập tức căm thù lắm. Họ mang tất cả binh lính tới để đánh nhau. David nhìn thấy hình cảnh đó, ông lập tức cầu nguyện: Lạy Chúa, con có cần đưa quân ra đối diện không? Chúa nói rằng: Đối diện và thắng. Cuối cùng ông đã chiến thắng. Amen. Hãy nói cùng tôi rằng chiến thắng. Câu số 13. Xin lỗi, câu số 13 đúng rồi. Người Philistine lại bủa khắp trong chúng dừng lại. Đây là một chiến sự thứ hai. Vừa sau cái thua rồi thì Philistine lại đánh một trận nữa. Và bây giờ David làm gì? Ông không áp dụng cái chiến thuật của chiến thắng vừa rồi. Câu số 14 bật lại nữa. David cầu vấn Đức Chúa Trời nữa. Cái này là sự khác biệt này. Thường chúng ta khi thắng một trận rồi đó, lần sau làm lại giống hệt như vậy, không cần cầu nguyện nữa. Biết rồi, cái này biết rồi, chồng vợ vừa mới nói bảo có anh ơi, có điều này em muốn nói với anh, góp ý cho anh. Biết rồi, nói mãi cái giả mồm. Bạn biết cái gì? Không có kịp nghe gì hết á. Cái gì chúng ta cũng định kiến trong đầu rằng biết rồi, cái này biết rõ rồi. David không hề thấy bọn Philistine kéo tới. Ông nhìn một hồi đứng chống nách như vậy. À, bọn này biết rồi. Loại này đánh kiểu ngày hôm qua là thắng hết. Không, David không phải giống như tôi và bạn. Mặc dù đã chiến thắng hôm qua lẫy lừng, David ngày hôm nay vẫn tiếp tục cầu khấn Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời đáp với người rằng: Người chớ đi lên theo chúng nó, hay chưa? David không làm theo thói quen hôm qua nhá. David không sử dụng hàm lừa của trận chiến hôm nay nhá. Hôm qua bằng hàm lừa mới tinh, hôm nay chơi kiểu khác. Quan trọng ở chỗ Chúa ngài hướng dẫn chúng tôi làm cái gì. Cái đó là sự khác biệt giữa truyền thống cần bỏ với truyền thống cần giữ. Truyền thống cần giữ là cái gì chúng ta cũng cần phụ thuộc vào ngài và xin Chúa cho biết. Còn truyền thống cần bỏ là đừng áp dụng chiến thắng đông đá ngày hôm qua cho ngày hôm nay. Amen. Amen anh chị em. Ngươi chớ đi lên theo chúng nó, hãy đi vòng chúng nó, rồi đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu. Ai đã từng ăn trộm dâu hồi nhỏ, giơ tay cho xem nào. Cây dâu nhá. Cây dâu là cái chim to, con chim to nó đỗ hay là có thể gãy rồi. Nó trúng hẳn xuống này vì nó mềm lắm. Và bây giờ lắng nghe tiếp này. Câu số 15. Vừa khi ngươi nghe tiếng bước đi trên ngọn cây dâu. Kinh ngạc. Nó không phải cây dâu gãy nhá, mà tiếng động trên cành cây dâu, có nghĩa là tất cả phải nín thở. Hôm qua là tất cả họ xuống vào đối diện với quân thù để chiến thắng. Hôm nay phải đi vào nằm im. Tim ai mà xa vào hồi hộp á, nhớ bao nhiêu cần đó, thì cần phải giữ cho bình an, không được đập to. Đập to quá người bên cạnh không nghe được tiếng động trên cành cây dâu. Vừa khi ngươi nghe tiếng bước đi trên ngọn cây dâu. Hai chiến thuật khác hẳn nhau chưa? Cũng một trận đánh trước đó ngày hôm qua thì tấn công ào ạt, lần này thì bọc họng vòng nằm im ém, kiểu chiến tranh du kích. Sau đó nằm im đợi tiếng động trên cành cây dâu, thì lính từ củ chi muốn chui ra. Vì Đức Chúa Trời ra trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philistine. David làm y theo truyền thống ngày hôm qua. Không, ông không làm y theo cái gì hôm qua đã làm, mà ông làm y như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy, hay là vừa phán dạy. Họ đánh đuổi đạo quân Philistine từ Gabaon cho đến Gise. Câu cuối cùng. Danh của David đồn ra trong khắp các nước, được rề và khiến cho các dân tộc đều kính sợ David. Hay chưa anh chị em? Đó là bài giảng của tôi ngày hôm nay. Đừng làm theo thói quen. Hãy rà soát lại trong cuộc sống của mình. Bất cứ việc gì bạn làm bạn không hiểu, hãy hỏi cho nó rõ. Bất cứ một việc gì bạn cần làm, hãy cầu vấn Đức Chúa Trời. Chúa ngài sẽ giúp bạn. Bất cứ một nan đề nào giải quyết trong gia đình, con cái với vợ, đừng in chí trước mọi sự. Hãy lắng nghe, mau nghe, chậm nói chậm dặn trước. Nghe cho nó thủng câu chuyện, bạn sẽ đạt được kết quả. Amen. Có bốn người bị bệnh đau đầu, nhưng không phải
cho 4 người uống cùng chung thuốc. Có người đau đầu bởi mất ngủ, có người đau đầu bởi vì chồng bỏ, có người đau đầu bởi vì vừa bị chửi bới hôm qua, có người đau đầu bởi vì huyết áp, có người đau đầu bởi vì đơn giản là đau đầu, có người đau đầu bởi vì là bị anagi. Và nếu như bạn một loạt cho thuốc giống hệt nhau á, là bạn đi tù sau này đấy. Thật ra hãy hỏi từng người một, không phải người đầu tiên bạn chữa lành cho họ xong rồi là người sau cứ thế là tặng thuốc cho họ. Amen. Anh chị em nhớ câu chuyện từ Việt Nam chưa? Có một cháu bé nam mang cái giấy soi xong để kiểm tra lại và thấy trong đó có viết dòng chữ rằng buồng trứng có nan đề. Cháu bé nam mà lại có bệnh án là buồng trứng cần phải kiểm tra. Mọi người không biết chương trình gì xảy ra tại Việt Nam à? Cuối cùng phát hiện ra hàng ngàn những cái tờ khai bệnh khống. Người ta cứ thế người ta khai xong cứ vào cái đưa ra. Cái đó là cái mà rất là nguy hiểm. Chúng ta cẩn thận, có thể cười họ ở Việt Nam, nhưng có thể trong cách làm việc với những con người tại đây, chúng ta cũng y chang như họ. Chúng ta cũng yên chí trong đầu, cũng khai khống bệnh cho họ. Nghe một cái chút, qua chút chưa kịp gì cái là cho tống cái thuốc vào. Hoặc là quy trách nhiệm cho họ tội này tội kia khi chưa tìm hiểu thật là cụ thể. Chớ xét đoán. Amen. Hãy có lòng với những con người đó. Hãy biết vào thế giới của họ mới có thể giúp được những con người như vậy. Amen. Mời anh chị đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.